Chào bạn, hôm nay tôi giới thiệu cho bạn một quyển sách rất hay có tựa là Chinh phục cơn hoảng loạn. Đây là quyển sách của tác giả Mã Thanh Danh vừa cho ra mắt độc giả trong năm 2020. Giải pháp công nghệ người nhân tạo đầu tiên của Việt Nam có thể giao tiếp bằng tiếng Việt vừa được ra mắt. Đây là dự án hoàn toàn do đội ngũ Việt Nam sáng tạo ra. Digital Humans là một thuật ngữ chuyên ngành được dịch sang tiếng Việt là người nhân tạo hoặc người ảo. Trên thế giới, công nghệ người nhân tạo không phải quá xa lạ, nhưng việc ra đời giải pháp người nhân tạo tại Việt Nam là một bước đột phá về công nghệ, đưa việc chuyển đổi số tại Việt Nam sang một bước tiến mới. Người nhân tạo của Việt Nam chúng ta là nó không đơn thuần chỉ là tiếng. Nếu bạn nghe những cái con người nhân tạo trên máy tính, nó chỉ là tiếng thôi. Nhưng mà con của tôi nó có hình ảnh 3D. Ví dụ, bạn cần người nhân tạo Ngọc Sơn là có hình ảnh của Ngọc Sơn. Bạn cần người nhân tạo của tôi thì có người nhân tạo của tôi. Tức là nó sống động hơn. Và nó là một, có thể là thay thế như một MC, một biên tập viên. Và quảng cáo trực tuyến sẽ là linh động hơn. Nó có người quảng cáo. Và sắp tới chúng tôi đưa ra cái dịch vụ là New On Demand. Những con này nó sẽ là ghi những cái dịch vụ của bạn yêu cầu. Ví dụ bạn chỉ quan tâm về kinh tế, thì tới thời điểm kinh tế nó tự nói với bạn. Và nó là trợ lý ảo nhưng có hình thân thiện hơn. Thay vì UX, UN nó là U-Friendly. Giải pháp người nhân tạo do công ty EduCommerce, một công ty khởi nghiệp công nghệ vừa ra mắt thị trường công nghệ Việt Nam phát triển. Người nhân tạo của Việt Nam sắp tới sẽ có thể xuất hiện dưới dạng một nhà tư vấn, nhân viên chăm sóc khách hàng, nhân viên bán hàng, một trợ lý ảo hay một người mẫu. Người nhân tạo cũng sẽ giúp ích cho nhiều hoạt động của đời sống con người, là công nghệ phù hợp với sự chuyển động của thời đại số và chiến lược phát triển của thành phố thông minh. Người nhân tạo của Việt Nam đã cụ thể hóa trí tuệ nhân tạo AI bằng một diện mạo rõ ràng, có ngoại hình giống như con người, nói giỏi tiếng Việt và phù hợp để đưa vào mọi ngành nghề, mọi cá nhân người dùng một cách hiệu quả và thân thiện. Người nhân tạo không có lạ, digital human không có lạ trên thế giới. Tuy nhiên ở Việt Nam á, thì rất là nhiều công ty ngại, bởi vì sao? Cái tiếng Việt của mình á, nó quá hay đi, nó quá hay đến nỗi mà cái việc mà chuyển thể lại thành tiếng Việt và nó được với cái giọng Việt Nam của mình và hiểu được văn hóa Việt Nam của mình không phải là một cái điều dễ dàng. Thì công ty EduCommerce với hy vọng rằng là có thể đem người nhân tạo này một cái thành một bạn trợ lý ảo cho các công ty, các văn phòng, và thậm chí là sau này thí dụ mà bạn cần một người bạn ở bên mình, hoặc là ai đó trong cuộc đời mình họ đã ra đi quá sớm mà mình mong muốn có lại hình ảnh của họ, thì công ty EduCommerce vẫn có thể giúp đỡ các bạn để có thể tạo nên một cái phiên bản kỹ thuật số của những người mà bạn yêu thương. Trong lần đầu ra mắt người nhân tạo, đơn vị phát triển là EduCommerce cho biết là trợ lý ảo đang trong giai đoạn ứng dụng và triển khai trong thực tiễn. Cụ thể, trong lĩnh vực báo chí, truyền thông, người nhân tạo có tên là Miss Thanh Niên sẽ trở thành nhân viên chăm sóc khách hàng và độc giả báo Thanh Niên. Trong lĩnh vực thời trang, người nhân tạo sẽ được ứng dụng trở thành người mẫu ảo chuyên nghiệp để trình diễn trang phục của các hãng thời trang Việt Nam. Trong lĩnh vực nông nghiệp, người nhân tạo được thiết lập trở thành người bạn của nhà nông với tên gọi là chú Tư Cà Mau để tư vấn mọi thông tin dịch bệnh, thời tiết, kiến thức chăm sóc vật nuôi, cây trồng cho người nông dân. Hiện nay thì cái việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong mọi mặt của đời sống kinh tế xã hội là một cái đòi hỏi cuộc sống. Nó là một phần của công cuộc chuyển đổi số mà chính phủ và cả đất nước chúng ta đang xúc tiến. Thì với ngành báo chí truyền thông thì cái dự án này cũng là một trong dự án tiên phong. Tôi đánh giá cao cái tinh thần sáng tạo, cái năng lực sáng tạo và gọi là đứng trên vai những khổng lồ của doanh nghiệp trong việc ứng dụng những thành tựu mới nhất của công nghệ thông tin. Trong đó có cái công nghệ trí tuệ nhân tạo. Và cái việc này nó đòi hỏi là cái sự tham gia rộng rãi. Càng tham nhiều đơn vị tham gia thì cái dự án sẽ càng có cơ hội thành công. Với cái mục tiêu là hợp tác với cái dự án người nhân tạo này thì chúng tôi xây dựng một cái hình tượng là chú Tư Cà Mau. Và chú Tư Cà Mau sẽ được đổ tất cả các cái dữ liệu liên quan đến nông nghiệp như tôi vừa mới nói, về giá nông sản, về giá phân bón, về thông tin về thời tiết, rồi thông tin về giải pháp canh tác. Thì khi mà dữ liệu đã được đưa hết lên trên người nhân tạo là với hình tượng là chú Tư Cà Mau, thì chúng tôi mong muốn rằng với một cái kho thông tin rất là hữu ích như vậy và với một cái tương tác là người nhân tạo thì bà con sẽ tiếp cận dễ dàng, truy xuất dễ dàng.
Người nhân tạo là mô hình 3 chiều do máy tính tạo ra, có ngoại hình giống con người hoặc là hình dạng tương tự với các nhân vật hư cấu. Người nhân tạo có thể xuất hiện dưới nhiều hình thức như trên phiên bản web, trong ứng dụng di động, phiên bản kiosk, tương tác điện tử hoặc là kể cả robot có thể cử động giao tiếp với người dùng bằng giọng nói hoặc là chat. Thế hệ người nhân tạo nói tiếng Việt sẽ được huấn luyện kiến thức nền đa ngành và dễ dàng tích hợp vào các nền tảng chatbot phổ biến, được huấn luyện liên tục để trở thành những công dân ảo thực sự hữu ích cho xã hội.